Đến đây là mình đã bắt đầu thấy thấp thoáng điện gió hướng hóa rồi. Đó. Những mình nghĩ có lẽ bên này là cái điểm mà có rừng La Phong đấy, nhưng mà giờ nó đang trụi, trông cũng giống giống. Nhìn đây là hồ không nhớ tên hồ gì, nhưng mà lát nữa mình đi đi cây cô đơn thì sẽ đi ra đâm ra ven cái hồ đấy. Tầm này chắc cây rừng La Phong là nghe nghe đâu là trụi rồi, người ta cây thay lá rồi. Đây, mình nghĩ là hết đám bên này thôi. Rồi, đến đây thì đi chậm lại một tí. Vì bọn mình sẽ rẽ vào đường đi cây cô đơn. Đây này, cây cô đơn hướng Linh. Cầm bơi. Đoạn này có hai đường thì mát, chỉ mình rẽ đường bên phải. Để từ đợi ông em kia. Nói chung đường đi vào cũng có vẻ dễ. Trừ điều kiện là trời không mưa. Mấy cái đường này trời mà mưa thì trơn thôi rồi luôn. À đây đây cũng có nhiều bạn ra phết này đây. Đã đến điểm cây cô đơn rồi đây. Có cây cô đơn là cái cây này đã một mình thì còn bị ngập nước. Điểm này thì mình thấy có vẻ cắm trại cũng được, câu cá cũng được, view khá là đẹp và mình ơi view thẳng ra được chỗ điện gió kìa. Còn cái điểm mà rừng La Phong ấy thì đi đi trên đường mà từ hướng Hóa à, nhầm, đi trên đường từ hướng Phùng về đến Khe Sanh thì chắc chắn các bạn sẽ nhìn thấy bên bên đường, nhưng mà điểm đấy thì có vẻ như là sẽ phải đi thuyền ra hoặc là mình dừng ở trên trên bờ mình bay flycam. Chứ còn đường xuống thì có vẻ như là không có đâu. Ok, đã check in xong ở cây cô đơn. Thì bây giờ bọn mình sẽ đến điểm tiếp theo là sân bay Tà Cơn luôn. Ra lúc đầu mình định để là về khách sạn xong rồi mới đi ấy. Thế nhưng mà thôi, nghĩ đi nghĩ lại thì tiện đường về thì mình tạt vào luôn cũng được. Ở đoạn này là cổng trời cũng bắt đầu là có mây đen kéo đến rồi này. Nên là thôi tranh thủ đi nhanh. Có vẻ là mây nó chỉ luẩn quẩn ở khu vực điện gió thôi. Đây là di tích sân bay Tà Cơn. Điều này thì phải mua vé nhé các bạn. Mình cứ để xe gọn lại xong rồi mua vé vào thôi. Chắc mình để đây cho nó mát. Hiện tại bọn mình đang ở sân bay Tà Cơn. Thì ở đây là cái sân bay cũ. Có nhiều xác máy bay là tưởng niệm và sẽ tăng. Thì ở đây vé vào cửa là 50.000 một người nhé.
Ở đây mình thấy ngoài máy bay ra thì còn những cái bong ke, những cái đường hầm cũ, nhà hầm trú ẩn. Còn cái máy bay mà các bạn hay thấy ở sân bay Tà Cơn ấy là cái máy bay này này. Đó, thế phải mình sẽ đi bộ tiếp ở bên trong. Thì đó là cái máy bay mà mọi người hay chụp ảnh, cũng là cái máy bay có lẽ là to nhất ở đây. Tình hình là trời đang rất là gió, nên là mình có xin lỗi nếu như âm thanh không được hoàn hảo lắm. Và trước mắt các bạn là chiếc máy bay to nhất ở sân bay. Mình thấy ngày xưa thì mọi người còn có thể là camping ở trong chỗ này luôn ấy. Không biết bây giờ còn được không. Đó, thì đó là sân bay Tà Cơn. Mình nghĩ là dịp đông khách thì có thể các bạn sẽ thể vào trong chỗ nhà bảo tàng để mà nghe thuyết minh. Mình đoán thế thôi, chứ biết có không, nhưng mình nghĩ có thể có. Giống như ở địa đạo Vĩnh Bốc ấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ di chuyển về khách sạn thôi. Còn đây là anh bạn mình mới quen, cũng đang du lịch Việt Nam, từ Nam ra Bắc và dọc theo đường Hồ Chí Minh. Tình hình là mình định đi ra cái điện gió ấy, nhưng mà mình đang thấy trời đang gió vãi chưởng luôn, nên không biết là ra đấy có bị thổi bay không. Thì có lẽ mình sẽ cân nhắc thêm, nếu như các bạn không thấy vlog đi buổi chiều, tức là mình sẽ đi sáng mai nhé. Đấy, mình đang tạm thời ngưng để các bạn nghe tiếng gió. Đằng kia cũng có mây đang kéo đến, khả năng là không biết có mưa không. Thôi thì bây giờ có lẽ mình cứ sẽ lượn ra ngoài để xem cho ông em rút tiền với cả một ít đồ đã. Đằng kia không biết là mây là khói đây. Hello các bạn, thì mình quyết định là cứ chạy ra chỗ điện gió xem như nào. Thì coi như là chiều nay mà kể có không đi được nữa thì coi như là mình đi ở tiền trạm luôn. Bởi vì mình thấy thông tin là cái khu điện gió thì cũng kiểu lúc vào được lúc không ấy. Nên là nếu mà chỗ này mà vào được thì sáng mai mình đã đi sớm tiếp. Thì săn Bình Minh, Bình Minh thì hên xui, chứ còn khả năng thì săn được thì săn cả mây luôn. Tội gì. Mình rủ hai đồng chí kia thì không đồng chí nào đi. Thế là thôi, mình đi một mình. 8,3 cây. Hy vọng là mình có thể chụp được những bức ảnh đẹp để cho các bạn xem. Mình đang thấy có mây đen kéo đến các bạn ạ. Nhìn đằng kia rồi, mặt trời đang xuống. Bắt đầu có áng hoàng hôn đấy. Hy vọng là không mưa. Cái này là ấy rồi. Anh ơi, cho em hỏi một tí ấy. Tình hình là tất cả các điện gió ở Khe Sanh mà đang thi công thì đều bị cấm vào nha các bạn. Thế là mình chỉ có thể là vào những cái điện gió mà đã xây xong rồi thôi. Thì anh nghĩ chỉ mình là đi cái điện gió Tùng Linh. Thì anh bảo là cứ đi ngược lên thì nó sẽ có ngã ba mình có thể mà mình sẽ phải. Hy vọng là không quá xa. Thế may mà mình chạy trước ấy, chứ không cứ để sáng mai có phải là phí không. Mình đang tìm đường để đến mấy cái điện gió hướng linh.
Thì như lúc nãy thì anh giám sát công trình ở đấy anh có bảo là điện đài Hướng Linh thì đã xong rồi, nên mọi người có thể vào chụp thoải mái. Thì mình đang tự dò bản đồ để mình đi thôi chứ không biết có đúng đường hay không. Thế nên là thôi thì nếu mà chụp được điện gió thì tốt, còn không có thì chịu vậy. Ôi, hoa trắng đẹp thế. Thế nếu không có thì chịu vậy, coi như mình chưa có duyên. Thì để khi nào mà những cái điện gió kia nó hoàn thành thì mình sẽ lại đi sau. Còn sáng mai thì có lẽ là mình đang cân nhắc đến phương án là lên đỉnh Coover để săn mây. Úi giời, đường vào điện gió này cũng không đẹp cho lắm. Sợ vài nơi tối xứ mất. Đấy thì mình đang cân nhắc đến phương án là sáng mai sẽ dậy sớm đi đỉnh Coover để săn mây. Chứ còn săn mây điện gió thì cũng đâu còn nữa đâu. Đường đi săn điện gió này có vẻ gian nan các bạn ạ. Đường rất là lổn nhổn luôn, ổ gà, ổ voi, đá dăm đủ cả. Cho nên là mình nghĩ có lẽ là các bạn nên đợi đến khi nào mà khu vực điện gió thì người ta thi công xong ấy và cho phép đi vào thì các bạn hãy đi. Còn như mình thì xui lắm. Hơi tiếc một cái là không còn nắng đẹp nữa rồi. Nhưng mà thôi, coi như cũng bỏ. Đây là điện gió Hướng Linh 7. Để xem nào, chắc là mình sẽ để xe ở đây. À, nếu đi tiếp trên kia sẽ còn rất nhiều cái điện gió nữa. Đó thì cái điện gió Hướng Linh thì đã xong rồi, nên là các bạn có thể chụp ảnh thoải mái. Ok, giờ mình sẽ tắt nghiệp thôi. Chụp trẹt xong rồi, về thôi các bạn ạ. Mình cũng không biết là ảnh mình chụp nó có đẹp không nữa. À, thôi, có ảnh điện gió được rồi, về thôi. Bây giờ thì mình sẽ không đi lại đường cũ, mà sẽ đi đường khác, đi qua Hướng Linh 8. Nói thật là đến thời điểm hiện tại mình không biết là cái vlog mà từ Đồng Hới đi Khe Xanh thì nó dài bao nhiêu nữa. Vì hôm nay mình quay được khá là nhiều. Mà thường thì mình vẫn hay giới hạn cái độ dài vlog của mình, nó chỉ loanh quanh khoảng tầm 35, nói chung là dưới 40 phút là dài rồi ấy. Thường chỉ khoảng tầm 30 thôi. Bởi vì căn bản là nói thật lòng thì kênh của mình cũng không được nhiều người xem. Thế là cộng thêm với việc là bây giờ mọi người hãy ưu tiên những cái nội dung nó ngắn gọn đây. Thế là mình cũng làm, ủi tém tém, ủi chỗ này đẹp thế, tuyệt tình cốc. À, tuyệt tình cốc. Lại vào chụp ảnh, đợi tí. Chỗ này có lẽ là các bạn sẽ nhìn được rõ cái tuyệt tình cốc hơn. Thì nó nằm ở phía như này nhỉ,
hình như là hướng 08, mình sẽ đi vòng tới đây. Xong nó sẽ có đường vòng xuống kia. Nói chung mình nghĩ thì ôi, nước chỗ này xong, nước chỗ này trong xanh cực các bạn ạ. Có lẽ lần tới khi nào mà có nhiều thời gian hơn thì mình sẽ dành thêm thời gian ở Quảng Trị, chỗ đặc biệt chỗ Khe Xanh thay vì Huế như mọi lần. Google nó chơi bẩn nhá, lại cho mình đi đường bị chặn rồi. Đường này là đi xuyên qua cái đập thủy điện. Thì là người ta chặn rồi. Nên là thôi mình lại đi đường ban đầu vậy. Cái đường mà xấu với cả nhiều ổ gà lúc mà mình đi, lúc mình đến ấy. Đây. Lại quay về đường cũ. Nói chung là việc săn ảnh chưa bao giờ là dễ dàng. Nếu như mà mình đi sớm một tuần thôi thì có khi là săn được cả phong lá đỏ và cả phần hoàng hôn. Bởi vì cái hướng mà hoàng hôn ấy là hướng điện gió ấy mà mình định vào ấy, hướng đấy là hướng hoàng hôn đẹp. Và mình chắc chắn là bây giờ đang rất đẹp luôn. Nhưng mà người ta không cho thì chịu thôi, chứ biết sao giờ. Vì dù sao đấy cũng là dự án xây dựng mà. Ok, thì có lẽ là mình sẽ tạm ngừng ở đây. Buổi tối thì mình cũng không biết là có định quay thêm gì không. Nhưng mà có lẽ là tối thì mình cũng nghỉ ngơi và chỉnh sửa ảnh thôi, có pha chứ không quay thêm gì đâu. Nên là hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai khi mà mình đi từ Khe Xanh về Đà Nẵng nhá. Bye bye.